Vâng, em Chiến mến chào tất cả các bác đang xem video này. Thì chúc các bác có một sức khỏe dồi dào để chúng ta tiếp tục con đường đam mê ca hát và thưởng thức âm nhạc với những thiết bị âm lịch cổ, ta tạo âm thanh, nghe nhạc và bolero. Thì con này em test gửi cho anh Lâm và cũng hướng dẫn bác, tại vì con này nó khá là rắc rối, tại vì nó rất là nhiều, nó khủng, thì gọi là nó quá khủng, quánh bắt 40 đô lại thì tuyệt vời. Thì nó không rối như những con Sansui QRX đâu, rất là dễ sử dụng nha. Nói rối là các bác thấy nhiều giờ nó rối, chứ thật sự nó rất là đơn giản hơn cả những dòng Sansui QRX. Thì đây nha các bác, đây khi bật nguồn thì tắt nguồn thì hiện tại nó sử dụng là điện 120V, chúng ta cắm điện 120V và em sẽ ấn hết ra khi đã hướng dẫn các bác nha. Những cái này là bass chép này, bass chép, còn đây là những cái bốn cái nút này chúng ta để hướng 12 giờ, rồi cái tí nữa cái nút này em sẽ chỉ các bác xem. Còn đây là đường đường tín hiệu đầu vào AUX này, tuner này, volume tổng này. Rồi khi đường tín hiệu vào thì em sẽ chỉ các bác ra là cắm đường này, đường for hoặc đường ride. Đây mời các bác cùng ngắm nha. Đây, khi ta cắm đường for thì chúng ta sẽ chỉnh bass chép ở đường for, còn cắm đường ride thì AUX ride thì sẽ chỉnh bass chép và ride thì hiện tại kém for. Và đây trạm loa, đây các bác trạm loa, đấy trạm loa mình kém for luôn, mình sẽ chỉnh for ride này rồi trên dưới nha. Đấy rồi, ok vậy thôi, cắm điện 120V và đi tới trước phần như thế này thì chúng ta sẽ bật nguồn là đấy, trời máy nhé rồi ly rồi, để đang mình kém AUX thì để AUX nha, rồi ấn cầu loa A vào đấy, mình xài cầu A mà, rồi hay là mình kém for thì mình chỉnh for nha, mình để hướng 12 giờ luôn. Vâng, và tiếp theo em hướng dẫn bắc dân ở Hà Nội và tất cả các bác đang sử dụng những receiver này thì các bác kém đường AUX thì nó tối, nó không có đẹp đúng không? Thì con này là con 2000A, em cũng test gửi cho bác Hoàng Mai Hà Nội, ở Hoàng Mai Hà Nội. Thì con này thì nghe nhạc vàng rất là hay nha, xuất âm tụ. Em có quay chi tiết vào tối hôm rồi. Con này giá 10 triệu bao ship nha bác, hàng rất là đẹp nha. Thì để cái màn hình nó sáng như thế này và máy hoạt động hát ok, không cần phải chuyển qua AUX. AUX là tối thui rồi nè. Đấy. Thì mình ngắm nó không đã, mình sẽ chuyển qua để đây để bình thường nha. Rồi, mình qua đây, em mời các bác nha. Các bác cắm được tap now nha, từ cái đường số 2 từ phía trên tính xuống nha. Tap red mình đừng có kém nha, mình kém tap now, tờ A B I M O N, tap mon á, tap mon. Đây, loa thì con này đang đi điện 100V thì bác bảo 100V thì để 100V. Rồi ok. Thì mình chạy cầu loa nào, mình để cầu loa nấy A B hoặc A cộng B. Cầu A bass chép volume ba lăng để hướng 12 giờ, low nét là âm thanh nổi. Rồi khi cắm như thế chúng ta muốn hát thì chúng ta phải ấn vào nút Tab Monitor đấy, thì máy nó sẽ hoạt động nha các bác. Đây bấm vào lúc này nha, đấy nó hát liền, khi đó vừa nghi vừa có đèn ngắm rồi. Ok, dòng này nổi tiếng rồi, dòng Reserver của Sansui là nghi dịu dàng ngọt ngào. Đây ba lăng. Đấy, ok chưa? Vừa nghi vừa ngắm nha các bác. Đấy, các bác nào đang có sử dụng những con này mà chưa biết cách đấu nối như thế này thì có thể nhé, coi video này và đấu nối. Như vậy thôi thì cũng hướng dẫn bác chút đỉnh như thế thì cũng test cho các bác cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha.